Hello, xin chào các bạn, mình là Quang Thanh đến từ Học viện Phim Đà Nẵng. Như hôm trước mình đã giới thiệu các bạn một số hiệu jump scare dành cho bộ lễ Halloween. Như hôm nay mình sẽ giới thiệu còn thêm một số hiệu ứng dành cho lễ hội ma quỷ này. Ok, đối với hiệu ứng glitch có rất nhiều cách thực hiện, mình sẽ tổng hợp những cách đơn giản nhất. Đầu tiên là hiệu ứng echo, các bạn đưa vào đối tượng và kích hoạt keyframe cho ba thông số time, number và operator. Liên tục di chuyển thanh thời gian và thay đổi thông số trên từng frame một cách ngẫu nhiên và cứ như vậy cho đến khi kết thúc đoạn hình cần căn chỉnh. Các bạn sẽ có một đoạn hiệu ứng giật sáng đúng ý. Tiếp theo các bạn sẽ nhân đôi lớp, xóa effect echo ở lớp trên và gọi ra hiệu ứng mới là color palette RGB. Cắt bỏ xen kẽ 1/2 thời lượng clip và điều chỉnh tùy thích màu sắc trên từng clip còn lại. Cuối cùng các bạn sử dụng Wave Warp để tạo độ nhiễu hình như các clip cơ bản nhé. Chúng ta sang hiệu ứng jump scare. Ở hiệu ứng này ngoài clip gốc, các bạn tự chuẩn bị thêm một hình ảnh ma quái, có thể là kiểu nền xanh để dễ đọc nhé. Các bạn lặp lại cách cắt xen kẽ như tạo hiệu ứng chớp giật clip cut cho cả hiệu ứng lẫn clip gốc. Nhớ điều chỉnh vị trí comma sao cho phù hợp nhất với đối tượng nhé. Cuối cùng là pixel sorter cực kỳ đơn giản. Các bạn nhớ cài đặt plugin này trước khi thực hiện. Link nằm trong phần description của video trên YouTube. Click chuột phải trên đối tượng và chọn Replay with After Effects. Chọn hiệu ứng Pixel Sorter 2 và ngay lập tức các bạn sẽ thấy sự thay đổi trên màn hình. Nó có dạng gây nhiễu hình ảnh theo phương hướng tùy chỉnh. Các bạn có thể điều chỉnh thông số Direction và Threshold để thấy sự thay đổi rõ rệt hơn. Pixel Sorter các bạn có thể sử dụng làm hiệu ứng chuyển cảnh của clip travel du lịch cũng rất là ấn tượng. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Happy Halloween!